Thì Trung xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Trung có cái bài chia sẻ tiếp theo về vấn đề về hôm nay chúng ta nói về vấn đề gọi là khí chất của một người ha. Thì mỗi người khi mà sinh ra gọi là cái khí tiên thiên, khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta bú sữa mẹ, rồi là chúng ta là hấp thụ chất dinh dưỡng của những động vật, thực vật gọi là kim mộc thủy hỏa thổ đó, rồi chúng ta lớn lên gọi là hậu thiên. Thì cái khí tiên thiên đó, thì cái này gọi là thường thường ta gọi là cái mạng của mình đó, cái mạng mình nó mạnh yếu tốt xấu sang giàu phú quý thì là cái khí nó cái khí tiên thiên đó, cái khí tiên thiên mà cái khí tiên thiên mà nó không tốt đó, thì đương nhiên tướng của mình nó không được được tốt. Mà khí không tốt thì tự sinh ra mà chúng ta eo ụt, bệnh tật, đau ốm, thần thái chúng ta nó cũng bị gọi là sao, nó cũng kém sắc đi, nó không được đầy đủ gọi là tinh khí. Bởi một cái người làm lãnh đạo hay là một người mà làm chức vụ cao thì đương nhiên cái người ta có khí lực rất là cao, có nghĩa là cái khí tiên thiên người ta tốt, nó đầy đủ gọi là khí âm dương, nó đầy thì đương nhiên người ta nó có cái thần sắc của người ta nó rất là đầy đủ, mập mạp, phấp pháp, hồng hào. Thì về cái khí mà tiên thiên đó, thì theo người này, người ta đánh giá đó, thì cái gì á thì nó cũng do là cái phúc đức của mỗi người, phúc đức của mỗi người do cái kiếp trước và kiếp sau chúng ta đầu thai lên, thì chúng ta gọi là sang giàu phú quý. Rồi từ cái cõi mà chúng ta nói là từ thí dụ chúng ta sinh ra từ là cái cõi là địa ngục, chúng ta đầu thai lên, hay là chúng ta từ cái cõi ăn tu la trong theo đạo Phật đó, là chúng ta gọi là ngạ quỷ, là chúng ta từ súc sanh nó nhiều ha, là chúng ta đầu thai lên, tại vì dân số chúng ta có lúc nó bùng nổ rất là lẹ ha, lẹ thì con người á, cái linh hồn sinh linh của con người thì nó có giới hạn. Rồi có những người á thì trên những cái người bị đọa cũng như là trên trời đó ha, chúng ta sinh xuống chúng ta bị đọa, cũng như là trên trán chúng ta làm những cái nghiệp lực của chúng ta gọi là nó không tốt, phúc đức chúng ta gọi là không còn, thì chúng ta sẽ bị đẩy xuống. Có người ở dưới thì người ta lên, ở trên thì bị đẩy xuống, thì nó đẹp đủ thứ. Rồi cái kiếp này ha, chúng ta thì bởi chúng ta là hiện tại chúng ta sống, thì chúng ta thấy ai tu bất kỳ người đó là tốt hay là sống, người giàu hay người nghèo, thì mà chúng ta thấy là ai mà có tu thì chúng ta tiếp tục là chúng ta gọi là có thể là trở lại cõi kiếp người, hoặc là chúng ta có thể là lên tầng cao hơn. Còn có những người mà nếu chúng ta tu thì chúng ta phải đi đi xuống nữa, thấy không? Nó cái giống như dòng tuần hoàn, chứ không phải là chúng ta thấy ở ở trên chúng ta bị đọa xuống, rồi xuống này chúng ta mà không tu nữa thì chúng ta sẽ đi xuống thấp thấp nữa. Còn có những người người ta tu từ cái cấp này lên 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 nhưng mà nó qua được nhiều đời nhiều kiếp, chứ chúng ta không thể nào một cái kiếp người mà chúng ta tu là đủ đâu, chúng ta tu là đủ đâu đó. Thì từ cái mồ hôi của chúng ta ha, cái mồ hôi mà chúng ta tiết ra thì người ta cũng đoán được là cái mà phú quý mình ha, cái phú quý là mình sinh ra từ cõi nào ha. Thì về mặt khoa học thì cũng vậy ha, chúng ta ví dụ chúng ta những người thì ăn ăn mặn thì hoặc là chúng ta ăn cái những cái loại mà gọi là nó có mùi tanh hôi nhiều thì đương nhiên cái chất mồ hôi của ta thì nó sẽ nó hôi hơn, còn ai mà ăn những cái thực vật, những bớt ăn những loại cây cỏ thực vật nhiều thì đương nhiên cái cơ thể người ta cái mồ hôi nó sẽ giảm đi. Còn đối với những người khi mà đã sinh ra thì đã có một cái hương thơm, có hương thơm, cái hương vị này nó cũng rất là đặc biệt ha. Thì chúng ta đã biết thời nhà Đường, Dương Quý Phi, Dương Quý Phi đời nhà Đường, Dương Quý Phi thì là một trong những người cũng có được cái mùi thơm, mùi thơm
người lúc nào cũng tỏa ra được cái mùi hương, nên được làm nhận làm phi nha, gọi là Dương Quý Phi thì chúng ta biết. Chúng ta coi cải lương chúng ta cũng biết nói về về Dương Dương Quý Phi, nó tại thời nhà Đường. Được có mùi thơm như vậy thôi là người ta tiễn rồi, là ta tiễn mình vợ vua rồi ha, vợ vua. Thì thầy cũng cải lại là một cái câu chuyện. Thì cái thời phong kiến ở Việt Nam mình cũng có, không phải là riêng gì ở bên gọi là ở Trung Quốc. Thì những người mà được tiễn tới cái dòng cuối cùng, nhiều dòng lắm ha, cái dòng cuối cùng đó là cái dòng gọi là thử vào cái mồ hôi, thì giữa trưa nắng, thì những người mà được tuyển chọn dòng cuối thì đi gọi là ta nói là cũng như là cho chạy chạy bộ giữa giữa 12 giờ trưa, cho mồ hôi đổ dầm về, ướt áo ướt quần, rồi tất cả những cái quần áo đó được thay ra, thái giám quản lý tên tuổi của từng người, để vô một trong một cái góc nào đó, một cái hũ, một cái nào đó người ta đậy lại, rồi đích thân cái người thái giám này là phải đi hủy, thí dụ như để trong vòng vài tiếng hay là trong vòng 12 tiếng thì thái giám ngửi, thì ai mà không có mùi hôi mà có những mùi hôi thì chúng ta sẽ bị lỗi, mùi hôi nhiều quá thì nó bị loại, còn không hôi hoặc là có mùi thơm thì được tiễn làm vợ vua để xin thái tử để nối dõi tông đường. Đây là câu chuyện là có thật ha, là có thật. Thì ở ngoài thì chúng ta thấy không, những người mà chúng ta kiếm những cái người mà ta ngồi khi mà đồ người ta mặc đó mấy ngày nhưng là người ta không có hôi, không có hôi, thí dụ như nó có rít một chút nhưng mà nó không có hôi, thì đương nhiên cái khí tiên thiên người đó tốt, thì xuất thân là người đó từ cái cõi trên họ bị đài xuống, đó là cốt cách của những cái người mà gọi là ở trên xuống, thì ở trên xuống là đương nhiên người ta rất là thơm, thơm xuất từ của nhà quý tộc là quyền quý, người ta là xài những nước hoa, thì kiếp này thì họ vẫn còn được cái cốt cách quyền quý là của trên. Thứ hai nữa là có thể là những kiếp trước họ là cũng gọi là con nhà là quý tộc, quý tộc. Còn chúng ta thì ai thì đương nhiên cái phần mà thầy nói là 100 người thì đương nhiên là xác suất phải 8 9 9 99 99% là đương nhiên là nó phải có cái mùi hôi, áo quần ai mà lại không hôi là cái chuyện là bình thường. Thì thầy nói là về những cái người đặc biệt thì nó vẫn có, thì ai mà có được cái mồ hôi nó không hôi mà thứ hai nữa là mà nó có mùi thơm thì cực quý đó, thầy cho là cực quý. Thầy nói về cái khí chất của người ha, cái khí chất của mình tiên thiên là do cha mẹ mình, cha mẹ mẹ mình tạo ra mình. Thì thường chúng ta thấy những cái bậc mà thánh nhân xuất hiện thì nó cũng một là nơi quyền quý ha, cũng con nhà vọng tộc danh giá. Thứ hai nữa nếu mà xuất trong trong cái bằng hàng thì cái người đó ở cái vùng nông thôn hay là cha mẹ hay là những cặp vợ chồng họ cũng rất là đức độ hiền lành, chứ họ không thể nào mà thánh nhân mà xuất hiện con cái nhà mà gọi là mà ta nói là trên dưới gọi là bất hòa với nhau ha, nó hỗn loạn không gia giáo gì hết là không thể nào hết. Bởi thường chúng ta cha mẹ mà chúng ta mà gọi là không có được tốt thì đương nhiên chúng ta sinh ra một đứa con để mà thành thánh nhân thì rất là hiếm ha, rất là hiếm, tại vì thánh nhân không có đi vào những cái nơi mà từ đó cái nôi của thánh nhân là người ta phải học, nhỏ ta sinh ra dù có nghèo chắc có trăn trâu đi nữa nhưng mà người ta được học, ta được bồi dưỡng những cái đạo đức từ cha mẹ để lại ha. Thường thường ta nói những cái người thánh nhân lúc nào ta nói là có đức có tài, lấy đức làm đầu chứ người ta ngày xưa người ta không có chọn là tài ha, nhưng mà người ta chọn là cái đức trước. Còn bây giờ chúng ta là bỏ đi cái đức ra, bỏ cái gốc mà chúng ta thấy là chọn nhân tài không. Tài thì đi 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 với cái tai ha, thì giống như Nguyễn Du cũng thường hay nói cái tâm thì bằng ba chữ tài, cái tài thì đi liền với chữ cái chữ tai, đó là như vậy.
Thì hôm nay thì cũng mới chia sẻ vấn đề gọi là cái khí chất từ cái tuyến mồ hôi ha. Đó, cái này chúng ta cũng xem qua để cũng có một cái chiêm nghiệm ha. Chiêm nghiệm thì mồ hôi thì nó cũng nhiều tiếng mồ hôi ha, mồ hôi dầu, mồ hôi muối, nó có nhiều lắm. Cái mặn mà nhiều người nó thì nó mồ hôi nó hơi nó trơn là mồ hôi dầu, nó nhớt. Nhưng mà hôi người nó ra giống như muối thì nó mặn, nó muối nó mặn. Thì đương nhiên là nó cũng từ đó, thì người ta cũng suy ra từ cái khẩu vị, từ cái khẩu vị. Khẩu vị có những người khách thích cái khẩu vị ăn, khẩu vị của mình ăn, thì người ta cũng nghịch. Vậy là cái kiếp trước của mình, kiếp trước mình từ đâu, từ đâu đến, mình từ loài nào, mình có thể là mình đầu thai thành người. Tại vì thì thường ta nói dân số mà đẻ giống người đẻ quá lẹ lên nó thì không có, thì đương nhiên mà cái sinh mạng mà sinh ra thì đương nhiên những là cái con vật đó thì sao, nó nhảy vào nó đầu thai, nó thế con người. Bởi con người mà lúc mà dân số mà nó bùng nổ lên cũng quá nhiều đó thì con người chúng ta có những cái tính gọi là cầm thú. Những nó ta nói ơi, thằng đó nó có tính như cầm thú, con đó nó có tính giống như gọi là ác quỷ, thì nó có ha, ác quỷ rất là độc ác, thì nó cũng xuất phát từ nơi cái điểm này. Xuất phát điểm này rồi thầy cũng nói thì cái đầu dân số từ đây thì bắt đầu nó cũng sẽ giảm dần, nó cũng sẽ giảm dần, nó giảm dần đó. Chúng ta thấy bây giờ là thế giới bây giờ dân số thì nó bắt đầu nó chững lại đó, nó chững lại, bắt đầu là nó từ cái quân bình bắt đầu là nó theo cái chiều dốc nó đi xuống. Chiều dốc đi xuống đó, thì ngoài vấn đề bệnh tật mọi vấn đề bệnh tật đau yếu nó cũng xin lỗi thầy, cái lông mũi nó cũng hay bị nó dị ứng, nó dị ứng nó hay nhiễm mũi. Và thầy nói là cái vấn đề mà cái dân số nó giảm ha, thì những cái người thầy nói là kiếp mà những người mà muốn làm người lại rất là khó ha. Chúng ta phải tu rất là nhiều chúng ta mới được trở về làm người rất là khó rồi. Chứ đừng chúng ta lên cấp cao tại vì dân số chúng ta nó giảm, khi mà chúng ta mà nó muốn đầu thai chúng ta chết đi muốn đầu thai lên thì đâu còn có cơ hội nhiều đâu, người ta sẽ tuyển chọn những cái người những cái người mà tài đức của người ta xếp hàng từ trên dưới người ta đi lên, còn không có thì dưới chúng ta bị cải tạo chúng ta bị cải tạo chúng ta không có lên. Thì sau này thì trong một cái dẫn dẫn chính cái tiện chính 20 năm này thầy nói bắt đầu xuống thì nhiều đi lên thì khó, chúng ta lớp chết đi thì nhiều mà đầu thai lên thì ít đó. Bây giờ dân số thì chúng ta nói thực tế là dân số nó quá già rồi, cái người mà thầy nói là Việt Nam mình cũng vậy, 60 70 tuổi bắt đầu cái độ tuổi từ 50 đổ lên bây giờ nó rất là nhiều, độ tuổi nhỏ nhỏ thế hệ lên nó không còn nhiều nữa, bởi là gánh nặng của là một cái xã hội nó người già nhiều mà người trẻ nó là một điều cũng là rất là đáng lo. Tất cả những như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, những nước đó đó. Ngày xưa thì những nước châu Âu mình cứ nói là dân số người ta không có tăng lên nhiều, nhưng cả đất nước châu Á mình, anh nói chung là Việt Nam của mình, Việt Nam mình nói là ngày xưa nó nói gì đẻ là số 1, người 5 đứa, 10 đứa, người mười mấy, thứ mười mấy luôn, chú 10, cậu 10, cô 10, cô mười mấy nữa. Chứ chúng ta giờ đâu có đâu ha, anh hai anh ba nè, thứ hai thứ ba là thứ tư là cũng nhiều lắm. Ai thì thấy là 3 đứa hoặc 4 đứa con bây giờ là hàng nhiều rồi đó, 4 đứa là hàng cũng đếm như ngón tay, như vợ chồng Lý Hải vậy ha, vậy là cũng là đông rồi. Nhưng mà hồi xưa đó vậy là ít rồi. Thầy Trung cũng có cái bài nói là vấn đề mà cái nghiệp kiếp chúng ta ha, từ cái tiếng bộ hồi chúng ta biết. Rồi thứ hai nữa thì nói là hiện tượng chúng ta thấy là những cái bây giờ là trong cái năm 2024 dị tượng nó xuất hiện rất là nhiều ở trên bầu trời là nó màu đỏ, như ở như Lào Cai, Lạng Sơn gì đó, chúng ta thấy cái mây nó giống như mây núi lửa vậy, nó đỏ rực, thì đương nhiên là sau đó là bão lũ sạt lở đất rất là nhiều đó. Giống như bên Mỹ thì những cái hình ảnh mà đám mây nó giống như thầy nói giống như nó đỏ như lửa than vậy đó, nguyên một bầu trời nó thì xuất hiện ra 2 cơn bão, nó càng quét nó càng quét.
lốc xoáy thì đương nhiên là nó có thể là container nó cũng dễ, nó cũng gọi là cuốn luôn ha. Đó, hình tượng này thì năm nay thì chúng ta thấy là nó cũng rất là nhiều, mặt trời cũng đỏ, cái gì nó cũng đỏ, chúng ta thấy càng đêm là thì nó còn càng sáo rộng nữa. Đó, thầy cũng thấy chưa cái năm nào mà nó gọi là đêm nó xuất hiện như là cái năm Giáp Thìn này nha. Nắng thì nắng rất là nhiều, thứ hai nữa là cũng là nhà khoa học người ta cũng là sắp nói là bão mặt trời đấy ha, bão mặt trời bây giờ rất mạnh, nó rất là nguy hiểm ha, rất là nguy hiểm, khi nó bão xuống thì là nó lên tất cả những cái đầu óc về cái trí tuệ hay về máy móc này nọ, nó ảnh hưởng rất là nhiều, nhất là con người chúng ta cũng phải ảnh hưởng đó. Vậy chúng ta phải hết sức thận trọng trong cái hai dẫn chính đó. 20 năm chứ không phải năm nay đâu, chúng ta bắt đầu bước vào là cái dẫn chính rồi ha, tại nó là tới ngày rằm đó, chúng ta đã chuẩn bị rồi. Thì chung có cái bài chia sẻ nói cho mà chúng ta xem về đơn giản vấn đề, về vấn đề là thời sự đó đây ha. Chúng ta gọi là cho vui. Thì chung xin chào và hẹn gặp lại cái bài nói lần sau.